Vlogger Trung Quốc, thật bất ngờ, ở Úc họ lại thích đồ ăn Việt Nam hơn đồ ăn Trung Quốc. Các bạn thân mến, trên mạng xã hội Trung Quốc đã đăng tải một video nói về ẩm thực Việt Nam ở Úc. Trong video, nữ vlogger này bất ngờ khi thấy đồ ăn Việt Nam ở đây được ưa chuộng hơn đồ ăn Trung Quốc. Mặc dù người Trung Quốc đến đây mở nhà hàng rồi đầu tư nhiều tiền vào cơ sở vật chất, rồi truyền thông rầm rộ như thế nào đi chăng nữa, nhưng kết quả vẫn không thể cạnh tranh được với Việt Nam. Vlogger này nói, hãy nhìn quán mì Việt Nam nơi chúng tôi ăn hôm nay. Nhìn số lượng khách hàng ăn uống ở bên trong kia, rất đông, không trống một chỗ ngồi nào cả. Đây là cà phê Việt Nam đó, nhìn phía dưới trông nó đen quá. Chiếc đèn lồng này có yếu tố Trung Quốc. Tôi là người Quảng Tây, vì vậy tôi thích ăn đồ ăn của chúng tôi. Hai chúng tôi gọi 3 bát, cái này được gọi là một phiên bản cải tiến của mì gạo, một bát giá 10 tệ. Mặc dù ở nước ta có rất nhiều mì gạo, có rất nhiều món mì nổi tiếng ở Quế Lâm và Quảng Tây, nhưng không thể cạnh tranh với các nhà hàng Việt Nam. Về cơ bản, nếu bạn mở một nhà hàng Trung Quốc bình dân ở Úc, thì tỷ lệ thành công cũng hên xui. Đó là chia sẻ của vlogger này đến với cư dân mạng Trung Quốc. Sau đây là một số bình luận của cư dân mạng Trung Quốc. Tôi đã ăn phở ở cả thành phố Sydney, nước Úc và Los Angeles, nước Mỹ. Những món ở Sydney cũng tầm thường, tôi gần như nôn mửa sau khi ăn giá sống ở Los Angeles. Con gái tôi cũng thích món mì Việt Nam. Mình cũng từng ăn phở Việt Nam ở Úc rồi, ngon lắm. Tôi cũng muốn ăn, tôi đã ăn bún bò Việt Nam ở bến cá rồi. Rẻ quá, bạn ở đâu ở Úc vậy? Có bữa ăn 10 tệ một bát, vì rẻ quá nên nhiều người đến đó ăn. Có vẻ như tôi cũng đã từng ở đó, bên cạnh siêu thị châu Á, có một thị trấn của người Việt. Tại sao đồ ăn Trung Quốc không thể đánh bại được đồ ăn Việt Nam? Có thể là đồ ăn của Việt Nam cũng khá phương Tây. Ví dụ người dân ở đây cũng thích uống cà phê, nhưng chúng tôi chỉ uống trà. Bún Việt Nam ngon hơn cả bún Quế Lâm sao? Bún gà Việt Nam ngon quá. Đó là một số bình luận của cư dân mạng Trung Quốc sau khi xem được video này. Vậy có thật là người nước ngoài yêu thích ẩm thực Việt Nam hơn ẩm thực Trung Quốc hay không? Để tìm hiểu thực hư của câu hỏi này, thì mình đã hỏi ChatGPT một câu hỏi như sau. Tôi thấy du khách nước ngoài thích ẩm thực Việt Nam hơn ẩm thực Trung Quốc, tại sao lại như vậy? Và đây là câu trả lời của ChatGPT. Sự ưu thích của du khách nước ngoài đối với ẩm thực Việt Nam hơn ẩm thực Trung Quốc có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau, dưới đây là một số lý do phổ biến. Thứ nhất, hương vị tinh tế và phong phú. Ẩm thực Việt Nam nổi tiếng với hương vị tinh tế, cân bằng và đa dạng. Các món ăn Việt thường sử dụng các gia vị tự nhiên như hành tỏi, ớt, nước mắm, hạt tiêu và các loại rau sống tươi ngon. Sự kết hợp hài hòa giữa các thành phần này tạo nên những món ăn ngon và độc đáo. Thứ hai, sự tươi ngon sạch sẽ. Ẩm thực Việt Nam nhấn mạnh việc sử dụng nguyên liệu tươi và chế biến tại chỗ. Du khách thường đánh giá cao sự tươi ngon, sạch sẽ và an toàn của thực phẩm khi thưởng thức ẩm thực Việt Nam. Điều này đặc biệt quan trọng đối với du khách quốc tế vì họ quan tâm đến vấn đề vệ sinh và chất lượng thực phẩm. Thứ ba, đa dạng món ăn nhẹ. Ẩm thực Việt Nam có nhiều món ăn nhẹ như nem cuốn, gỏi cuốn và bánh xèo, được xem là lựa chọn tốt nhất cho những người ưa thích ẩm thực nhẹ nhàng và tươi mát. Những món ăn nhẹ này thường được xếp vào danh sách ưa chuộng của khách du lịch nước ngoài, đặc biệt là trong mùa hè nóng nực. Thứ tư, trải nghiệm văn hóa độc đáo. Ẩm thực Việt Nam không chỉ là việc thưởng thức món ăn mà còn là một trải nghiệm văn hóa độc đáo. Du khách có thể tham gia vào các lớp học nấu ăn, thăm các chợ địa phương và nhà hàng truyền thống để tìm hiểu về cách chế biến món ăn và tương tác với người dân địa phương. Trải nghiệm này tạo ra một sự kết nối sâu sắc hơn với văn hóa địa phương và làm cho ẩm thực Việt Nam trở thành một trải nghiệm tương tác và gần gũi hơn. Tất nhiên, không phải du khách nào cũng yêu thích ẩm thực Việt Nam hơn ẩm thực Trung Quốc. Mỗi người sẽ có một sở thích khác nhau, nhưng đa số sẽ thích đồ ăn Việt Nam hơn. Chúng ta có thể thấy trên mạng xã hội hỏi đáp Quora đã đăng tải rất nhiều bình luận của du khách quốc tế nói về ẩm thực Việt Nam. Ai cũng có những đánh giá của riêng mình. Vậy họ đã nói gì về ẩm thực Việt Nam? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé! Theo tôi, món ăn Việt Nam được ưa chuộng vì 3 lý do chính. Đó là sự đơn giản, ảnh hưởng văn hóa và sức khỏe. Ẩm thực Việt Nam tập trung vào việc chế biến món ăn với những nguyên liệu tươi ngon và sử dụng thịt chủ yếu làm gia vị. Yếu tố tốt cho sức khỏe khiến nó trở thành một món ăn rất phổ biến đối với những người quan tâm đến sức khỏe trên toàn thế giới. Tương tự, sự đơn giản trong công việc chuẩn bị các món ăn có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể chế biến món ăn yêu thích của mình mà không cần tốn nhiều công sức. Điều làm tăng thêm sự thú vị của món ăn Việt Nam đó là có vô số loại nước chấm. Việt Nam đưa trải nghiệm ăn uống lên một tầm cao mới. Việt Nam là xứ sở nước chấm. Trọng tâm là họ sử dụng nguyên liệu tươi để chế biến. Có lẽ Việt Nam có những món ăn lành mạnh nhất trên thế giới. Vì sao tôi gọi là xứ sở nước chấm? Nước chấm là loại nước cơ bản được nhiều người phương Tây quen thuộc
Nhưng từ công thức cơ bản, bạn có thể tạo ra rất nhiều loại nước chấm chỉ bằng với cách thay đổi nguồn nguyên liệu. Công thức cơ bản dựa trên nước mắm, nhưng giả sử bạn muốn làm món chay thì có thể thay nước chấm bằng nước tương. Nước cốt chanh được sử dụng làm thành phần có tính axit, nhưng bạn cũng có thể dùng nước cam, nước bưởi hoặc hỗn hợp cả ba. Đường thốt nốt là nguồn tạo ra vị ngọt, nhưng bạn có thể dùng me, mật ong, đường nâu. Chính nước chấm đã tạo nên điểm nhấn cho ẩm thực Việt Nam. Sự đa dạng của hương vị, kết cấu và nhiệt độ cũng khiến ẩm thực Việt Nam trở thành một trong những nền ẩm thực ngon nhất thế giới. Ẩm thực Việt Nam rất đa dạng, mỗi món ăn sẽ có một phong cách và hương vị khác nhau. Ba lý do khiến cho món ăn Việt Nam được ưa chuộng nhất. Thứ nhất, đồ ăn ngon có ở khắp mọi nơi. Hầu hết các địa điểm đều được điều hành bởi những doanh nhân sống vì niềm đam mê ẩm thực, sử dụng các công thức và kỹ thuật nấu nướng truyền thống. Đồng thời khách hàng Việt Nam là những thực khách am hiểu và cầu kỳ. Thứ hai, ẩm thực Việt Nam có hơn 1.000 năm trước, được biến đổi qua nhiều thế kỷ thành những gì chúng ta có ngày nay. Thực tế, bạn có thể đi ăn uống ở đây mãi mãi và không lặp lại món nào. Đó là mức độ đa dạng của các món ăn. Thứ ba, nhiều món ăn ở Việt Nam được chế biến chỉ với các loại thảo mộc và gia vị cần thiết để tạo ra phiên bản cơ bản. Họ ít sử dụng ớt cay hoặc không sử dụng chút nào. Sau đó, thực khách có thể dễ dàng sử dụng ớt tươi, tương ớt và dầu cay được phục vụ kèm theo để điều chỉnh theo sở thích cá nhân. Rất nhiều người Việt, trong đó có người vợ gốc Hoa của tôi đến từ Việt Nam. Họ nói rằng đồ ăn Trung Quốc quá nhiều dầu mỡ. Món xào Việt Nam có rất ít dầu và không có bột mì trong nước sốt. Bột mì trộn với nước sốt có nhiều dầu thực vật khiến người Việt không thích ăn đồ Trung Quốc. Người Việt sử dụng nước mắm trong món ăn. Tôi chưa bao giờ ăn một bữa ăn Trung Quốc nào có nước mắm. Người Trung Quốc sử dụng nước tương. Nó cũng được sử dụng ở Việt Nam, nhưng nước tương ở Việt Nam nhẹ hơn và không bị ngọt như nhiều loại nước tương Trung Quốc. Người Việt cũng sử dụng nhiều rau sống và nhiều loại thảo mộc khác nhau. Là người Ấn Độ, tôi yêu thích món ăn Việt Nam. Cho đến đầu năm ngoái, tôi không có nhiều kiến thức về ẩm thực Việt Nam ngoài phở. Tôi rất thích ăn phở, tuần nào tôi cũng ăn. Tôi đã có cơ hội đến thăm Hà Nội vào năm ngoái và nhận ra rằng ẩm thực Việt Nam thật tuyệt vời đối với vị giác. Dưới đây là một số món ăn tôi đã ăn ở Hà Nội. Phở, bún chả, chá cả, cà phê sữa, bia hơi. Những món ăn này khiến tôi không bao giờ quên. Tôi đã tìm kiếm những thứ này kể từ khi tôi quay trở lại Mỹ. Vì vậy, tóm lại, tôi yêu thích món ăn Việt Nam. Mức độ gia vị và phong cách nấu ăn giống với cách nấu ăn của người Ấn Độ. Ồ, tôi thích nó. Hồi đi du học Mỹ năm 2007, món ăn tôi ăn nhiều nhất có lẽ là phở Việt Nam. Vị ngọt tự nhiên của nước súp cùng với nhiều miếng thịt bò khác nhau, bít tết, sườn mỡ, sườn nạc, ức, gân. Đó mới là những món ngon nhất trong ngày của tôi. Và đôi khi tôi còn quên cả thêm húng quế, giá đỗ và ớt vào súp để làm phong phú thêm hương vị. Ngoài ra tôi thích món bánh cuốn. Món có rau và tôm tươi mát, nó tốt cho sức khỏe. Vì vậy, về cơ bản, món ăn Việt Nam là sự kết hợp giữa ngọt, mặn, cay, đắng và chua. Chúng rất giống các món ăn Trung Quốc, bao gồm 5 yếu tố trên, nhưng mức độ của chúng khác nhau. Nhìn thì có vẻ rất giống nhau, nhưng lại khác hoàn toàn. Chính sự khác biệt này đã khiến tôi đánh giá cao món ăn Việt Nam. Mặc dù có người đánh giá nó hơi nhạt nhẽo, tôi không biết những người châu Á khác như thế nào, nhưng tôi yêu thích món ăn Việt Nam. Tôi là người Malaysia, tôi nghĩ người Việt Nam có thực phẩm lành mạnh nhất châu Á. Cách nấu ăn của người Việt cũng phụ thuộc rất nhiều vào độ tươi của nguyên liệu để tạo ra hương vị nhẹ nhàng nhưng rất đậm đà. Chả giò Việt Nam không có nhiều gia vị nhưng lại có hương vị rất ngon nếu nguyên liệu được sử dụng là tươi. Phở Việt Nam cũng rất thú vị, đó là một trong những món mì yêu thích của tôi. Nước dùng có sự pha trộn đáng yêu giữa nhiều hương vị khác nhau. Phở cũng rất phổ biến, nó không phải là một món ăn quá phức tạp. Vì vậy, bạn có thể tìm thấy nhiều nhà hàng trên khắp thế giới phục vụ món phở tuyệt vời. Tôi đã có món phở ngon nhất từ trước đến nay ở thành phố New York. Một bát phở nóng hổi và một buổi tối mùa đông lạnh giá, không có gì để chê. Tôi thấy đồ ăn Việt Nam rất đã và rất ngon. Tôi rất thích món phở và salad Việt Nam. Nhưng nhà hàng Việt Nam rất hiếm và khá đắt ở Indonesia. Nó cũng quá tệ nữa. Đó là bình luận của cư dân mạng thế giới trên mạng xã hội Quora. Còn các bạn có suy nghĩ gì thì hãy bình luận ở phía dưới để mọi người cùng nhau theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.